Tiên dãy núi Jura ở biên giới Pháp và Thụy Sĩ đang trong mùa đông. Mặt đất đã bị đóng băng trong nhiều tháng. Đây là một nơi khó khăn để sinh tồn. Tôi được biết rằng những khu rừng thưa như thế này có thể là nhà của một người khổng lồ thực sự. Vào thời điểm này trong năm, chúng đang trú ẩn. Nhưng bằng chứng về sự tồn tại của chúng, những gò đất kỳ lạ này, ở khắp mọi nơi. Bên trong này, ở dưới sâu và được bảo vệ khỏi cái lạnh, người khổng lồ đang ngủ. Bên dưới lớp lá kim vân sam là mê cung các đường hầm và các hốc, nơi trú ngụ của loài kiến rừng đang ngủ đông. Về mặt cá thể, chúng rất nhỏ, nhưng chúng là thành viên của một siêu đàn khổng lồ. Khi nhiệt độ tăng, hơn nửa tỷ trong số chúng sẽ xuất hiện và thống trị cảnh quan này. Các nhà khoa học mới chỉ đang tìm hiểu về cách thức mà kiến có thể tồn tại ở đây. Nhưng trên thực tế, có một bí ẩn lớn hơn và sâu sắc hơn nhiều đã khiến tôi lên ngọn núi này. Trong số các loài kiến, rất hiếm khi xảy ra sự hợp tác giữa các đàn của chúng. Chiến tranh thường là phổ biến. Tuy nhiên, những tổ kiến trên một khu vực rộng lớn này lại chung sống hòa bình với nhau. Điều này nghe có vẻ giống như một câu chuyện sử thi về chiến tranh và hòa bình, nhưng phải chăng nó cũng chứa đựng sự tương đồng với bản chất con người? Những con kiến này, theo một cách khác thường, đã đánh đổi chiến tranh để lấy hòa bình. Chúng hiện được công nhận là một trong những siêu xã hội côn trùng lớn nhất. Và sự tồn tại của chúng dường như mâu thuẫn với một số quy luật tiến hóa mà chúng ta đã biết. Ở đây đã trải qua một mùa đông dài và lạnh giá trên dãy núi Jura của Thụy Sĩ. Thật khó để tin rằng có loài côn trùng nào đó mà có thể sống sót trong khung cảnh băng giá này. Nhưng giờ đây, sự thay đổi đang diễn ra. Chẳng bao lâu nữa, các tổ kiến trên khắp ngọn núi này sẽ xuất hiện. Một số gò đất này là đàn độc lập, nhưng những gò đất khác là một phần của một siêu đàn khổng lồ. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ xem xét sự khác biệt giữa hai xã hội kiến rừng này. Một xã hội gây chiến với tất cả các đàn láng giềng, và một xã hội khác lại chào đón chúng và sinh sống trong hòa bình. Khi sự khắc nghiệt của mùa đông đã giảm bớt, kiến lính canh xuất hiện từ các gò đất để dò xét tình hình. Chúng phát hiện ra dấu hiệu mà chúng đang chờ đợi. Nhiệt độ đang tăng lên. Mùa xuân đang đến gần. Kiến sống sót qua mùa đông nhờ hệ thống sưởi ấm trung tâm của riêng chúng. Hơi ấm được tạo ra do sự phân hủy chậm của thảm thực vật chết trong kết cấu của tổ, và điều đó giúp chúng không bị đóng băng. Giờ đây, bằng cách tụ tập khắp bề mặt của tổ, chúng đang nạp năng lượng, chúng hấp thụ nhiệt trực tiếp từ tia nắng mặt trời. Hành vi này chỉ xảy ra trong một hoặc hai ngày vào đầu mùa xuân. Lũ kiến thợ đã ló dạng dưới ánh nắng mặt trời và hiện đang tụ tập lại với nhau. Và chúng không chỉ tắm nắng. Có thể là tia cực tím của mặt trời sẽ chữa khỏi bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào do virus hoặc nấm mà chúng có thể gặp phải trong thời gian ngủ đông dài dưới lòng đất.
during their long sleep underground. Chúng ta gần như có thể cảm nhận được sự hăng hái khi mà những sinh vật nhỏ bé này đang tắm nắng. Điều này đã đủ kỳ lạ, nhưng bây giờ ở đây là một điều gì đó thực sự phi thường. Có một kiến chúa. Nó có kích thước gần như gấp đôi các con kiến khác của mình. Nó cũng là thành viên quan trọng nhất trong gia đình này. Và hơn thế, lại có thêm một con khác nữa. Việc nhìn thấy một con kiến chúa hé lộ và dễ bị tổn thương ở bên ngoài tổ thực sự là rất hiếm. Có một con này. Rồi lại có một con nữa đang lấp lánh tuyệt vời dưới ánh nắng mặt trời. Một tổ kiến rừng bình thường chỉ có một con kiến chúa duy nhất. Nó đẻ tất cả các trứng. Nhưng rõ ràng ở đây không phải như vậy. Có thêm một kiến chúa khác và còn nữa. Có một vài kiến chúa như vậy. Thật thú vị. Sau một vài khoảnh khắc dưới ánh nắng mặt trời, lần duy nhất chúng nhìn thấy ánh sáng ban ngày trong cả năm, kiến chúa biến mất và quay trở lại các hốc ở sâu trong tổ. Những kẻ không muốn như vậy sẽ bị kéo trở lại. Chúng ta có thể gọi chúng là nữ hoàng, nhưng không có quyền lực tối cao ở đây. Các kiến thợ điều hành bằng sự đồng thuận, và chúng quyết định thời gian và nơi mà các kiến chúa sẽ đến. Có thể có hàng trăm kiến chúa trong cái tổ duy nhất này, và có hơn 1.000 gò đất như thế này, tất cả đều liên kết với nhau. Vì vậy, trong toàn bộ siêu đàn này có thể có tới 1 triệu kiến chúa. Bây giờ là đầu tháng 4. Sự trở lại của các kiến chúa vào trong tổ để chuẩn bị cho việc đẻ trứng bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian. Chúng phải hoàn thành công việc quan trọng nhất của chúng bên dưới tổ trong 2 tháng tới. Sử dụng ánh sáng hồng ngoại mà kiến không nhìn thấy được, chúng tôi có thể quan sát chúng bên trong tổ mà không làm phiền chúng. Hầu hết những quả trứng đầu tiên được đẻ ra sẽ tạo ra thế hệ sinh sản tiếp theo, kiến cái và kiến đực, cả hai đều sẽ có cánh. Bên trong hàng nghìn chiếc tổ của siêu đàn này, hơn nửa tỷ kiến thợ, chủ yếu không có huyết thống, đang cùng hợp tác để đảm bảo rằng kiến chúa và kiến đực sẽ sẵn sàng cho các chuyến bay, giao phối của chúng vào giữa tháng 6. Với tất cả những nảy nở đang diễn ra, bắt buộc kiến thợ phải thu thập thêm thực phẩm càng sớm càng tốt. Nhưng nhiều gò đất vẫn bị tuyết bao quanh, do đó kiến thợ không thể tiếp cận khu vực kiếm mồi của chúng. Nhưng chúng có thể thu được thứ gì đó, là nhiệt lượng. Tổ cần nhiều nhiệt hơn so với lượng nhiệt đến từ thảm thực vật đang thối rữa nếu trứng nở kịp thời điểm vào tháng 6. Tuy nhiên, giờ đây, kiến có một nguồn nhiệt khác. Sử dụng cơ thể của chúng làm tấm pin mặt trời, kiến sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời. Chúng tôi có một máy quay cảm ứng nhiệt để phát hiện sự khác biệt về nhiệt độ. Tổ có màu đen vì nó nóng hơn môi trường xung quanh.
Nó cho thấy sự khác biệt tương tự ở các con kiến. Những con chui vào tổ có màu đen vì chúng được mặt trời sưởi ấm, trong khi những con chui ra có màu trắng vì chúng lạnh hơn, khi đã chuyển nhiệt cơ thể sang các vật gần chúng trong các hốc ở bên dưới của tổ. Chính kiểu cộng tác quên mình này là chìa khóa thành công của bất kỳ đàn kiến nào. Trong các đàn kiến bình thường, tất cả con kiến đều có quan hệ họ hàng với nhau và với kiến chúa, và giả thuyết cho rằng đó là lý do tại sao tất cả chúng cùng hợp tác. Nhưng đó không phải là trường hợp ở đây. Có hàng trăm kiến chúa ở đây. Hơn 1.000 con đã được đếm trong một tổ duy nhất. Vì vậy, tất cả các kiến thợ không thể có cùng cha mẹ, và di truyền học đã xác nhận cho điều này. Sự hợp tác này giữa những con kiến không họ hàng trong một đàn dường như đang viết lại các quy tắc tiến hóa của côn trùng, nhưng chúng tôi vẫn chưa thực sự biết điều này xảy ra như thế nào. Mùa xuân đang đến gần. Tuyết đã biến mất và màu sắc xuất hiện trên các đồng cỏ. Vào cuối tháng 4, có những ổ trứng trong tổ và những ấu trùng đầu tiên đang nở. Các kiến thợ làm việc không ngừng để đảm bảo rằng những quả trứng đang phát triển sẽ sẵn sàng nở ra trong thời gian 6 tuần, vào lúc cao điểm của mùa hè ngắn ngủi ở núi Jura. Nhưng không phải tổ kiến nào trên núi này cũng có thể tập trung được như vậy. Một số sẽ sớm phải đối mặt với các mối đe dọa đối với sự sống còn của chúng. Chỉ cách đó một đoạn ngắn, ở biên giới bên bìa rừng của siêu đàn, có những loài kiến rừng khác. Các gò đất ở đây bên này của ngọn núi trông giống hệt với các gò đất của siêu đàn. Và bản thân những con kiến cũng vậy. Cư dân của mỗi tổ ở đây đều là con đẻ của kiến chúa duy nhất. Và các đàn cạnh tranh gay gắt với nhau. Sau kỳ ngủ đông, các lãnh thổ giữa tổ kiến ở đó và tổ này ở đây đã trở nên mờ nhạt, và biên giới phải được thiết lập lại. Và để làm được điều đó, kiến thợ từ cả hai tổ hiện đang lùng sục mặt đất. Và điều đó khiến những con kiến láng giềng tiếp xúc lần đầu tiên trong mùa này. Khi những con kiến từ các tổ khác nhau gặp nhau trong lúc đi kiếm mồi, chúng ngay lập tức nhận ra rằng chúng đến từ các gia đình đối thủ. Sau đó, chúng chạy về tổ và trong vòng vài phút, cả hai đàn đều biết rằng lãnh thổ ở biên giới của chúng đang bị tranh chấp. Quân đội được tập hợp. Đây chính là chiến tranh, và vũ khí đang được sử dụng là hóa học, acid formic. Tôi có thể ngửi thấy mùi acid trong không khí. Chúng đang phun acid từ phần cuối của bụng, và nếu chúng có thể cắn đối thủ để acid formic vào được bên trong lớp da của một con kiến, acid sẽ hoàn toàn nội tạng của đối thủ.
khi vật lộn, mỗi con đều cố gắng kiềm chế đối thủ của mình bằng cách kẹp hàm răng quanh chân hoặc râu. Binh lính của cả hai bên giằng có tay chân của đối thủ. Có thể phải mất 7 con kiến để khuất phục một kẻ thù. Một con giữ một chân và con thứ 7 sử dụng hàm răng để cắt toàn bộ khung xương của đối thủ để lộ ra nội tạng. Kẻ tấn công đưa bụng hướng về phía dưới cơ thể và phun axit vào nạn nhân. Các trận chiến đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Mỗi đàn có dấu hiệu hóa học của riêng mình, không thể nhìn thấy bằng mắt người, nhưng lại rất rõ ràng đối với dấu nhạy cảm của kiến. Các chiến binh chạm vào nhau để xác nhận xem chúng thuộc phe nào. Ở đây và ở đó, các cá thể leo lên thảm thực vật. Phải chăng chúng đang nghỉ ngơi, hay chúng đang trinh sát trận địa để xem nơi nào cần trợ giúp? Mùi của axit formic lan đến đàn và nhiều con kiến từ cả hai bên chạy đến tham gia trận chiến. Những cuộc chiến như thế này có thể diễn ra trong hơn một tuần. Vào lúc cao điểm, có hàng nghìn con kiến đang chiến đấu và hàng nghìn con thiệt mạng. Những kẻ chiến thắng chắc chắn sẽ mở rộng lãnh thổ của chúng. Nhưng một số người cho rằng chúng cũng đã nhận được các chiến lợi phẩm khác. Chúng đang thu lượm xác của các nạn nhân rồi mang về tổ ở đó để thưởng thức. Cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Đối với những con kiến trên đồng cỏ, đó là một khởi đầu năm mới đầy thiệt hại. Ở trên núi cao hơn, trong lãnh thổ của siêu đàn, cư dân của các tổ khác nhau cũng đang gặp nhau. Nhưng ở đây, mọi thứ rất khác. Những con kiến này đến từ một gò đất cách đó khoảng nửa dặm. Nếu gò đất đó là một đàn độc lập, riêng biệt, thì khi đến đó, sẽ bị tấn công dã man. Nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Lúc đầu, kiến sở tại có cử chỉ hung dữ. Nhưng sau đó, con kiến kia vuốt vào râu của con sở tại. Cử chỉ đó là yêu cầu thức ăn, và kiến sở tại bắt buộc phải cho nó ăn. Hành vi này được gọi là trao đổi thức ăn, và không có gì lạ. Hầu hết các con kiến đôi khi đều làm như vậy. Điều độc đáo là những con kiến này gần như chắc chắn không có quan hệ họ hàng với nhau.
nhưng chúng lại đối xử với nhau như thể chúng ở cùng một tổ. Chúng làm được điều này bởi vì chúng có chung mùi hương siêu đàn, một dấu hiệu hóa học được chuyển đi cùng với thực phẩm. Trong một thí nghiệm, các nhà khoa học cho một loại hóa chất đặc biệt vào tổ ở phía của siêu đàn, và 8 tuần sau, hóa chất đó xuất hiện ở tổ của phía bên kia. Chính sự chia sẻ thức ăn giữa hơn nửa tỷ cá thể đã làm cho siêu xã hội này thực sự đáng chú ý. Do đó, siêu đàn kiến này có thể di chuyển tự do giữa các gò đất, và kết quả là chúng đã tạo ra hơn 100 km đường mòn liên kết hơn 1.000 tổ. Những con đường mòn này không chỉ cho phép tạo ra tổ mới ở sâu trong rừng, mà chúng còn giúp cho tất cả các thành viên của siêu đàn tiếp cận với các tài nguyên quý giá đối với chúng. Những thứ đó đến từ những cây vân sam. Kiến không ăn trực tiếp trên những cây này, mà chúng trở thành những nông dân, và đây là những vật nuôi của chúng. Loài dê. Sự hiện diện của kiến ngăn chặn những kẻ săn mồi côn trùng để dê có thể kiếm ăn mà không bị quấy rầy. Loài dê uống nhựa cây và bài tiết những gì chúng không cần dưới dạng chất lỏng có đường gọi là mật. Và những con kiến thích loại mật này. Cũng giống như những người nông dân vắt sữa bò, vì vậy, kiến vứt ve dệt bằng râu của chúng để giúp chúng tiết ra nhiều mật hơn. Sau khi dệt được vắt sữa và kiến đã uống hết mật mà chúng có thể mang theo, chúng lao xuống phía gốc cây với chiếc bụng căng và trở về tổ. Abdomens bulging and return to the nest. Mật của dệt không chỉ là thức ăn để nuôi sống chúng. Một số kiến sử dụng nó để tăng thân nhiệt cao hơn mức bình thường và làm ấm bầu không khí trong tổ. Điều đó rất giá trị trong khí hậu thất thường của núi Jura. Bản thân cây vân sam cũng tạo ra chất mà kiến có thể sử dụng trực tiếp. Những con kiến này đã thu thập những mảnh nhựa nhỏ. Đó là một loại nhựa sệt chảy ra từ cành gãy của một cây lá kim. Kiến dùng nó để chữa lành vết thương. Nhưng kiến sử dụng nó để làm gì? Bên trong tổ, hơi ấm do mật tạo ra giúp kiến chúa tiếp tục đẻ và ấu trùng tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, sự ấm áp liên tục có thể tạo ra vấn đề. Mặc dù được vệ sinh thường xuyên, bệnh tật vẫn có thể phát triển mạnh. Những con kiến có một giải pháp đáng chú ý cho vấn đề đó. Chúng phủ lên bề mặt các gò đất bằng nhựa cây và cũng đưa nhựa cây vào các hốc bên dưới tổ. Một tổ chứa hơn 4 kg. Trên thực tế, đó là thuốc điều trị của kiến.
Yến kết hợp axit từ cơ thể chúng với nhựa cây và do đó tạo ra một loại kháng sinh rất hiệu quả. Đây là một trong những dược lý động vật tinh vi nhất được khoa học biết đến. Nó đã cho thấy rằng kiến rừng sống trong tổ chứa nhựa cây có khả năng sống sót sau khi bị bệnh tốt hơn so với những tổ không có, và trứng của chúng ít có khả năng bị nhiễm nấm hơn. Tiêu đàn thanh bình, rộng lớn này có rất ít kẻ thù. Nhưng bây giờ, vào cuối tháng 5, một mối đe dọa mới đã đến. Vùng Jura nổi tiếng với việc sản xuất một số format tốt nhất của châu Âu. Trong nhiều thế hệ, những người nông dân đã làm những khoảnh đất nhỏ trong rừng để tạo ra những đồng cỏ cho gia súc. Chỉ đến bây giờ, khi trời đủ ấm để đưa những con bò lên những đồng cỏ trên cao này, bằng cách nào đó, kiến cần đảm bảo rằng chúng được ở một mình và không có gì làm hỏng tổ của chúng. Và đó là một thách thức đáng kể, ngay cả đối với một siêu đàn. Nhưng những con kiến này rất kiên cường. Khi một kẻ phun axit, những kẻ khác cũng làm theo. Kết quả là một cuộc tấn công tổng lực. Những con bò không bị hại, nhưng chúng bị tạt một lượng axit vào mũi, sau đó chúng có xu hướng tránh những gò đất này. Đến nay, vào tháng 6, ấu trùng đã trở nên to lớn và tham ăn. Chúng phải được chăm sóc đặc biệt, bởi vì chúng sẽ tạo ra thế hệ sinh sản tiếp theo, nên kiến thợ phải làm việc chăm chỉ để đáp ứng nhu cầu của chúng. Vào mùa hè, hàng trăm nghìn quả trứng nở mỗi ngày, và số mật này là không đủ. Những con kiến đi tìm một thứ khác, một thứ bổ sung, là thịt tươi. Những ngọn đồi và núi xanh tốt của núi Jura hiện đang có đủ loại sự sống, và gần như tất cả chúng đều là thực phẩm tiềm năng. Những con kiến tản ra khỏi tổ, lùng sục từng cm vuông mặt đất để tìm kiếm con mồi. Khi những kẻ săn mồi tiếp cận, con mồi có thể bay đi mất. Tầm nhìn của kiến không quá nhạy bén. Chúng chỉ có thể nhìn thấy mục tiêu di chuyển. Tuy nhiên, một con nhện sói lại có thể nhìn thấy rõ những con kiến. Nhưng miễn là nó không di chuyển, bầy kiến sẽ không biết rằng nó đang ở đây.
Nó đang mang một cái bao nhỏ chứa đầy trứng. Nó quyết định chạy trốn và chuyển động đột ngột của nó cảnh báo cho những kẻ săn mồi. Lần chạm nhẹ đầu tiên đó của một con kiến đã để lại dấu vết mùi hương nhàn nhạt. Và giờ đây đồng loại của chúng có thể tiến đến mục tiêu. Con nhện có thể tạo vết cắn có nọc độc, nhưng điều đó giờ đây không còn tác dụng nữa. Tám đôi chân mạnh mẽ là hy vọng duy nhất của con nhện, nhưng tốc độ mới là thứ giúp lũ kiến bám theo nó. Đoạn phim quay chậm cho thấy kỹ thuật săn mồi cơ bản của kiến. Chúng lao xuống với hàm răng mở rộng và hy vọng điều tốt nhất. Cuối cùng, một con kiến cũng tóm được con nhện. Giống như đàn của sư tử hạ gục một con trâu, những con kiến vây quanh con nhện. Hai con kiến kiềm chế con mồi, trong khi một con khác cung cấp axit hòa tan thịt nhện. Nhện sói chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân. Với một mình, một con kiến chỉ có thể săn những con mồi nhỏ nhất. Nhưng bằng cách làm việc theo nhóm, chúng có thể bắt được những sinh vật lớn gấp nhiều lần kích thước của chúng. Một siêu đàn có thể tạo ra hàng trăm triệu cái chết mỗi năm. Từ bọ cánh cứng, sâu bướm, sâu, đến loài ruồi, chúng sẽ xử lý hầu hết mọi sinh vật sống. Từ con mồi là gì? Đầu tiên nó sẽ bị cắt và ăn bởi những con kiến thợ. Sau đó, những chú kiến này sẽ ra để làm thức ăn cho ấu trùng. Khi chúng đã phát triển đến kích thước đầy đủ, ấu trùng sẽ tự quay cánh tơ cho mình. Bên trong mỗi kén, một ấu trùng đặc biệt đang biến đổi thành một con trưởng thành. Thời điểm nở ra của chúng đang đến gần. Kiến rừng sống trong một trong những xã hội côn trùng có tổ chức cao và phức tạp nhất. Chúng chiến đấu trong các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, chúng săn bắt theo bầy và nuôi các loài khác. Chúng xây dựng những ngôi nhà phức hợp với hệ thống sửa trung tâm, rồi chúng sản xuất thuốc cho riêng mình. Và một nhóm trong số chúng mà chúng tôi đã biết đã đạt được một bước tiến khác. Tiêu đàn đã mở rộng sự hợp tác này vượt ra ngoài biên giới của gia đình. Để hình thành một siêu xã hội với quy mô như vậy,
mà chúng ta có thể bắt đầu so sánh nó với xã hội của sinh vật vĩ đại khác trên hành tinh này, chính là chúng ta. Những nhà nghiên cứu về nguồn gốc văn hóa loài người cho rằng những câu chuyện thần thoại được chia sẻ là một trong những yếu tố gắn kết các xã hội loài người sơ khai với nhau. Nhưng đối với loài kiến thì sao? Ở nhiều loài kiến, chắc chắn rằng tất cả các cá thể đều có quan hệ họ hàng rất mật thiết với nhau. Nhưng điều đó không phải như vậy ở siêu đàn này. Và trong một số ngày của tháng 6, những đàn như vậy vẫn tiếp tục mâu thuẫn với các quy luật. Khi mùa hè đến gần, núi Jura nhanh chóng trở thành thiên đường của hoa dại. Và một thứ gì đó mới xuất hiện bên trong mỗi tổ. Những chiếc cánh. Thế hệ sinh sản, cả đực và cái, cuối cùng đã nở và cả hai sẽ có thể bay. Những cá thể có cánh là những con duy nhất có khả năng sinh sản. Con đực không hơn gì một thiết bị thụ tinh sống động và chúng sẽ sớm đạt được mục đích của mình, rồi chết. Nhưng đối với những con cái, chỉ mới ra đời gần đây là sự khởi đầu của cuộc sống nô lệ lâu dài. Khi thời tiết thuận lợi, trời nắng và không quá nhiều gió, các tổ đột nhiên được bao phủ bởi những con kiến có cánh. Có một sự phấn khích trong không khí. Những con đực có cơ thể đen nhạt, không có khả năng tự kiếm ăn. Vì vậy, một khi chúng rời khỏi tổ, chúng chỉ có một thời gian ngắn để sống, không có thời gian để lãng phí. Các kiến chúa trinh nữ cũng có màu đen nhưng sáng bóng lộng lẫy, có một khởi đầu cuộc đời khá vụng về. Chúng nặng nề với chất béo tích trữ và buồng trứng sưng lên. Vì vậy, việc bay lên không phải là điều dễ dàng đối với chúng. Đây là chuyến bay quan trọng nhất trong cuộc đời, nhưng cũng là chuyến bay đầu tiên của chúng. Nhiều con kiểm tra đôi cánh của chúng trước khi cất cánh. Chúng có thể cần vài lần thử trước khi đạt được khả năng kiểm soát chuyến bay hoàn toàn. Trong vài ngày, nửa triệu con kiến có cánh của cả đực và cái sẽ bay lên không trung và đi đến lãnh thổ mới. Sau đó, tất cả chúng đều tập hợp tại đây, ở trung tâm của siêu đàn. Không rõ bằng cách nào mà chúng tìm thấy đồng cỏ này. Từ năm này qua năm khác, cả đực và cái trinh nguyên từ khắp siêu đàn đều kéo nhau đến đây để thực hiện chuyến bay đầu tiên của chúng. Kiến chúa tụ tập thành những đám nhỏ trên cây cao hơn và bắt đầu tiết ra pheromone giới tính, hóa chất trong không khí thu hút con đực. Phát hiện ra mùi hương này qua gió, con đực tìm đến chỗ của con cái.
Các kiến chúa trinh nữ chỉ có cơ hội giao phối một lần, và chúng cần có đủ tinh trùng để thụ tinh cho trứng mà chúng sẽ đẻ ra trong nhiều năm tới. Nhưng với nhiều con đực trên đồng cỏ, chúng có thể đủ khả năng để kén chọn. Những con đực rất hăng máu, chúng thậm chí còn cố gắng giao phối với những con cái đã và đang làm như vậy. Những con đực đó đủ may mắn để kết đôi nhanh chóng, tận dụng tối đa số giờ còn lại trong cuộc đời của chúng. Khi chúng đã giao phối, nghĩa vụ của chúng đối với đàn kết thúc và chúng chết vì kiệt sức. Các kiến chúa bây giờ không cần sử dụng đôi cánh của chúng nữa, và chúng cố gắng loại bỏ đôi cánh. Nhưng chúng nhất thiết phải được cố định khá chắc chắn. Cố gắng tháo bỏ cánh bằng chân, ngay cả khi nó có đến 6 chiếc, rõ ràng là một quá trình khó nhọc. Cuối cùng, đồng cỏ tràn ngập những cánh nhỏ bị bỏ đi. Những bầy kiến sinh sản như vậy là khá điển hình với loài kiến nói chung, nhưng bây giờ các kiến chúa của siêu đàn này lại làm điều gì đó còn ít phổ biến hơn nhiều. Để hiểu tại sao chúng lại hành xử khác biệt như vậy, trước tiên chúng ta phải quay trở lại chiến trường mùa xuân của những con kiến rừng bình thường bên ngoài đế chế của siêu đàn. Các đàn tham chiến ở sườn núi này hiện đã chấp nhận biên giới của chúng, và mùa hè khiến các trận chiến của chúng tạm dừng một chút. Cơ chế giao phối mà chúng sử dụng thoạt nhìn có vẻ giống với cơ chế giao phối của siêu đàn, nhưng trên thực tế, về cơ bản là khác biệt. Mọi quyết định của một con cái đã giao phối đều chứa đầy nguy hiểm. Đàn mà con kiến chúa này đến đang có chiến tranh với tất cả các đàn láng giềng, vì vậy nếu nó gặp bất kỳ kẻ nào trong số chúng, thì chúng sẽ cố gắng giết kiến chúa. Kiến chúa cần một chiếc tổ, nhưng nó không thể xây dựng tổ nếu không có sự giúp đỡ. Giải pháp của nó cho vấn đề này thật phi thường và triệt để. Dưới tảng đá này, một loài khác, kiến cánh đồng, đã xây tổ. Những con kiến nhỏ này, nhỏ hơn 1/3 kích thước của kiến chúa, là phổ biến và sống trong đồng cỏ ở bìa rừng. Cách duy nhất mà kiến rừng chúa này có thể có được tổ của riêng mình là tiếp quản một trong những chiếc tổ của kiến cánh đồng. Nó sẽ trở thành kiến chúa ký sinh. Nó ẩn nấp gần tổ, cố gắng thu nhận mùi của kiến cánh đồng. Nó tránh các nhóm kiến trong số chúng, vì chúng có thể chế ngự kiến chúa. Thay vào đó, nó giải quyết đối với từng con kiến. Có một cuộc đọ sức ngắn và sau đó kiến chúa rút lui. Nhưng mỗi lần như vậy, nó lại có được dấu vết về mùi hương của chúng, để dần dần nó bắt đầu ngụy trang bằng hóa chất.
Các cuộc đấu này diễn ra trong vài ngày. Dần dần, sự cải trang của nó ngày càng trở nên thuyết phục hơn. Lối vào tổ kiến cánh đồng không được bảo vệ. Một cách thận trọng, kiến chúa tiến vào. Bên trong, nó thấy đông hơn rất nhiều. Hành vi của kiến rừng bên trong tổ kiến cánh đồng chưa từng được quan sát một cách chi tiết trước đây, chứ chưa nói đến được quay phim. Vì vậy, những gì xảy ra tiếp theo phải được lý giải một cách thận trọng. Có những trận đánh nhau và hầu hết các kiến rừng chúa trên thực tế đều bị giết ở giai đoạn này. Nhưng sau khi kiến chúa chịu đựng được các cuộc tấn công lặp đi lặp lại, một số kiến cánh đồng trở nên ít hung dữ hơn đối với nó. Cuối cùng, một con kiến thợ bối rối đã cho kiến rừng chúa ăn, và khi nó làm như vậy, thì số phận của tổ này đã bị định đoạt. Kiến rừng chúa hiện đã có được mùi hương của đàn. Nó tiết ra pheromone kiến chúa, và những con kiến cánh đồng có vẻ bị mê hoặc bởi kiến chúa ngoại lai mới của chúng. Canh bạc đã thành công, và kiến chúa có một cái tổ đang hoạt động hoàn chỉnh, đã sẵn sàng để nhận lô trứng đầu tiên của nó. Đánh chiếm tổ kiến cánh đồng là cách thức điển hình mà kiến rừng bắt đầu một gia đình mới. Nhưng đối với các kiến chúa từ một siêu đàn, với nhiều gia đình và tổ chung của chúng thì sao? Chúng đã tìm ra một chiến lược hòa bình hơn chưa? Mỗi con cái được giao phối phải bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình. Nếu trở thành kiến chúa thực sự, nó phải tìm một cái tổ có thể chấp nhận mình, và đó là nơi khả năng chịu đựng của các thành viên của siêu đàn được thử nghiệm một lần nữa. Khi đã ở trong lòng của một siêu đàn, những con kiến chúa mới giao phối này không cần phải đi xa trước khi chạm trán với đồng loại của chúng. Nhưng ngay cả đối với kiến chúa trong siêu đàn, việc đi thẳng đến đường mòn đông đúc là rất rủi ro. Nếu những kiến thợ không có tâm trạng chào đón, chúng sẽ xé xác nó ra từng mảnh. Từ từ, từng con kiến đến để kiểm tra kiến chúa. Một số dường như không chắc chắn có nên tấn công hay không, nhưng những kẻ khác lại liếm và làm sạch cho kiến chúa. Sau một vài giây phút căng thẳng, một kiến thợ bắt đầu kéo kiến chúa về phía tổ. Đây là dấu hiệu cho thấy kiến chúa sẽ được chấp nhận. Và bây giờ, các nhà khoa học đã có được thêm nhiều khám phá. Nhiều tổ trong siêu đàn làm tắt toàn bộ quá trình. Những con được có cánh và kiến chúa thậm chí không thèm rời tổ. Nhiều gia đình khác nhau sống ở đây, vì vậy không cần phải bay đi nơi khác để tránh giao phối cận huyết. Mỗi chúa có cánh có thể đơn giản là giao phối với một trong những con được đã nở ở đây. Có lẽ hành vi bất thường này là giai đoạn tiếp theo trong quá trình tiến hóa của siêu đàn.
Với các cơ chế giao phối sáng tạo này, kiến Chúa trong siêu đàn không gặp rủi ro như kiến rừng Chúa bình thường. Chúng không cần phải xâm nhập vào tổ kiến cánh đồng để bắt đầu một gia đình mới. Những kiến thợ chỉ xây tổ mới nếu cần, cho phép siêu đàn mở rộng sâu vào rừng, nơi không có kiến cánh đồng. Chính những thay đổi trong hành vi như thế này rất có thể đã làm phát sinh siêu đàn ngay từ đầu và chiếm giữ môi trường sống mới này với tất cả sự trù phú của nó. Có thể kiểu hợp tác này giữa các tổ khác nhau đang trở nên phổ biến hơn giữa các loài kiến. Các siêu đàn mới vẫn đang được phát hiện ở các loài kiến khác nhau trên khắp thế giới. Phải chăng chúng ta đang chứng kiến giai đoạn tiếp theo của cuộc chinh phục xã hội đối với trái đất? Siêu đàn này bao gồm hàng nghìn họ khác nhau, tất cả đều làm việc chung. Đó là sự phát triển mà nhân loại đã đạt được cách đây rất lâu và có thể được coi là một trong những lý do tại sao mà chúng ta lại thống trị rất nhiều nơi trên hành tinh. Phải chăng hòa bình cũng là chiến lược chiến thắng trên ngọn núi kiến này? Much about the super colony remains unknown, and for good reason. These ants move incredibly quickly, so you can see why they're so difficult to study, and even more difficult to film. At around 8 millimeters in length, these are bigger than many ants, but to us, they're still tiny and rarely stay still for more than an instant. To keep track of their frantic movements while also getting down to eye level with their world, needed a very special camera. The brainchild of filmmaker Martin Dorn. This is Frankencam. It's a device for positioning tiny cameras and small wide-angle lenses into awkward corners with extreme precision. It's called Frankencam because it's got so many different bits in it. It has been said that it is an unholy alliance between other bits of equipment that should never have been put together. Now known by all of us as Frank. Okay, bring Frank to me. It enables us to follow tiny creatures as they go about their lives without disturbing them. I first met Frank back in 2005 when filming for the BBC series Life in the Undergrowth. Back then, he wasn't quite as sophisticated as he is now, but he still allowed us to see ants in a new way. 12 years on, the equipment has grown into this, and this enables us to enter the world of the ants in a way that has never been achieved before. Martin, there's a lot of things going on over here. And long cabling allows operators to take the control box away from the camera so that biting insects are less of a problem. What's going on? But of course, he doesn't stop the ants coming to us. I'm covered in ants, so I'm finding it a little hard to concentrate. And with Frank's fluid movements, keeping the action in focus is far simpler than it would be using a conventional close-up camera. It's incredibly easy to find focus, to go right in for the close-up so we can pull out for the wide shots, and we can see the detail, we can see the distance, we can put the whole scene in this meadow so we can see it's this meadow, and it makes it easier to feel as if you're there. And now, for the first time, the ants are in focus, no matter where they're moving, and even I am too. However, while Frank's body parts cost many thousands and its construction needed the help of a mathematician and an engineer,
Ironically, the lens used for many of the most spectacular images cost just £8 on the internet. This wasn't a cost-cutting measure. This lens has amazing abilities and it's perfect for the job, but it's only so cheap because lenses like it are made in their many millions for the cameras on your mobile phone. One of the clever ways Frank's lenses takes us into the ants' world is by changing the way we see distances. To an ant, 5 feet might as well be half a mile. This behind-the-scenes image, recorded on a normal camera, shows just how close I'm sitting to the nest. But if we view the same scene using FrankenCam, it appears as though I'm much farther away. It's this magnifying of distances that allows the operator to steer so precisely between every blade of grass and enables us to appreciate the world on ant scale. But even with Frank, there's one factor which affected every aspect of the ant's behaviour that we couldn't control. The weather up here is extraordinarily unpredictable. You never know what's going to happen. This morning, it was lovely sunshine. Look at it now. Difficult to believe, but yesterday, these meadows were under 3 inches of snow. So you have to be prepared for anything, whether you're an ant or indeed a naturalist. The ants have worked out how to survive here. We're novices. It was meant to be spring now, and this was meant to be the shoot we did 6 weeks ago. With the weather so variable, predicting the ants' behaviours was difficult. We've just arrived and found the nest covered in winged ants, which we weren't expecting at all. We were kind of expecting them to come out in about a week or 2 weeks' time. Even the scientists are pretty surprised. Matters aren't helped by Frank being just as fickle as the weather is. Unfortunately, Frank is temperamental and sometimes he's brilliant. And then as soon as you admit that he's brilliant, he decides to stop working, which is exactly what happened this morning. The focus box has received a knock or it's been, decided to stop working anyway. Kit failure is always a concern, but when there's only one of your camera in the world, you just need to find a way to carry on. And doing so enabled us to record behaviour scientists can't normally observe in such detail. Like the intricacies of antenna movements when ants interact. Or following a parasitic queen through the undergrowth as she slowly builds her chemical disguise. To obtain new observations leading to a new understanding of the ants, the team filmed for over 100 days, spread over a year. And the ants love it. Thank you. I'm happy, great, lovely. Thanks, guys. With the help of FrankenCam, they took us into the world of the super colony. And remarkably, using a tiny lens just like the one on the phone in your pocket. Searching out the true story of Jumbo, the first animal superstar, Attenborough and the Giant Elephant, available now on BBC iPlayer. Who'd be a Ranganathan when your dad tells all? Ramesh Ranganathan, Irrational Live, next here on BBC Two.